Bà đứng ra ngoài đã. Quay là biết tư là có tí hay chất, đầu tiên xin đăng gia đình nhé.
cầm giấy ra giả lại xong, nhưng mà gia đình phân chi phát tâm không tính như chuyện đấy nhá. Dạ à, nhá ấy vẫn chương trình chứ không phải thông báo, nhưng mà thôi chị xin lỗi, không phải xin lỗi gì em nhá. Vừa rồi thì ai cho chị xin nhận từng cầm giấy là giả, người ta không mặt người ta nữa, như thế được không nhá? Anh cho mất cho quà chị đây đấy, cảm ơn đi, cảm ơn đi nhá. Ở đây cầm lòng cầm thế này, một cái lòng cầm thôi. Rồi cầm về đi. Để đây nhà đâu, bao đâu để cho mình đăng. Đấy. Xe đâu? À, có mời nói cảm ơn con cháu thôi, nó có tâm cho bà và bà bấm cháu. Bà con cháu nghe hỗ trợ có rồi. Vâng. Rất là mừng. Đấy. Chị các cháu bên kia rồi, chúc những các ông các bà là luôn luôn khỏe mạnh. Đấy, sang năm mới thì các cháu làm ăn được phải có tâm quà cho bà nhé. Đây tiền này, gạo này rồi mình dính với thuốc nhá. Đây là tầm đây, đây là tàu này. Con Tiên. Đây, đây động viên bà nhé, bà chị bà động viên bà luôn luôn có sức khỏe, sống đến 100 tuổi. Để con cháu lại có làm ăn được này, phát tâm cho các ông bà nhé. Đây bà cái con cháu này đây cho. Đây bà ngoài chợ. Động viên mở cho đến 100 tuổi nhá. Để cháu lên lại phát quà mừng tuổi cho mở nhá. Đây gạo này. Hai ơi. Tâm cho anh chị tuy tuổi trẻ nhưng mà bệnh tật quanh năm ngày tháng, động viên anh chị nhé, thì là có một chút động lực để sang năm khỏe mạnh đấy nhá. Chứ còn anh chị tuổi chưa phải cao, nhưng mà anh chị là quanh năm anh ốm đau, nên động viên anh nhé, luôn luôn là phải anh chị cảm ơn và người ra được và gia đình nhà bao con đấy, cầm đây đi qua nhé. Con này không có cái em này thì là tuổi tuổi trẻ, nhưng mà có mấy đứa con thì bất hạnh quanh năm ngày tháng bệnh tật, nên không người ta bảo là tại sao trẻ thế này mà lo, nhưng mà gia đình thì mà thế này em gia đình đưa con vất vả quá, bệnh tật quanh năm cũng là lao động nhé. Thế thì chị gái thì cháu nhà động viên một chút nhé. Vâng. Thế ở bà là mình có cái mới đó cho.
Chừng này là con bác xe họ nhà mình, năm nay bác ấy gần chín mấy tuổi rồi nhưng bác yếu lắm không được, thì chị con gái ấy thay mặt đấy cho phần cho bác. Thế này là con cháu ở nước ngoài thầy trọ một chút thì là đồng các cháu cũng muốn mong bác là động viên nhé. Bác có sức khỏe. Ạ. Thế thì con một câu cảm ơn con cháu. Thì cũng có sức khỏe cao, thế nhưng mà tôi động viên tinh thần mợ nhé, chúc mợ luôn luôn khỏe mạnh. Vâng, vâng, vâng. Cái ơn tấm lòng mà chị em lắm cháu. Vâng, 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 vâng. Thế, vâng, vâng, vâng. Còn đâu đạt ra rồi? Đâu còn báo, còn chị báo năm đâu nhỉ? Năm đấy đạt ra. Có năm đấy đạt ra. Đấy cho bà, chị bác đi làm yếu không đi được con gái, bác cái đấy. Cảm ơn lên nhìn bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.